Từ ngày 23 tháng 5 năm 2023 đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ xe chở hàng hóa xuất khẩu, chủ yếu là sầu riêng tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nắm bắt được thông tin trên, Bộ Công Thương đã nhanh chóng triển khai giải pháp giảm ùn tắc, đề nghị phía Trung Quốc phối hợp và nâng cao hiệu quả thông quan tại cửa khẩu, thiết lập luồng xanh ưu tiên thông quan cho trái cây, định hướng doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa cửa khẩu biên giới để giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, gửi văn bản tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã gửi công thư tới Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Tại công thư này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đề nghị đồng chí Tổng cục trưởng dành sự quan tâm, chỉ đạo và tạo thuận lợi để hải quan các địa phương biên giới phía Trung Quốc triển khai các biện pháp hỗ trợ thông quan như tăng thời gian thông quan tại cửa khẩu, phân luồng thông quan trái cây qua các cửa khẩu đủ điều kiện. Từ đó, góp phần duy trì ổn định thương mại song phương, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa theo nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Bộ Công Thương một lần nữa khuyến nghị các doanh nghiệp chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thông quan tại các cửa khẩu biên giới, đáp ứng các quy định của phía Trung Quốc về kiểm nghiệm, kiểm dịch, giám sát chất lượng và đăng ký doanh nghiệp theo lệnh số, khẩn trương trao đổi với các đối tác nhập khẩu của phía Trung Quốc để chuyển hướng thông quan qua các cửa khẩu biên giới khác đủ điều kiện nhập khẩu trái cây của phía Trung Quốc.